Một cuộc thăm dò mới của Reuters IPO trong 3 ngày cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ còn 40%, gần mức thấp nhất trong cả nhiệm kỳ. Theo Reuters công bố hôm 9 tháng 5, xếp hạng tín nhiệm thấp này là do việc người Mỹ không hài lòng về cách chính quyền của ông Biden xử lý vấn đề nhập cư và lạm phát. Mức này chỉ cao hơn một chút so với mức cực thấp 39% của tháng trước. Nền kinh tế vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của những người được hỏi, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tăng cao, ngân hàng trung ương tăng lãi suất làm giá cả leo thang, các khoản thế chấp và vay mua ô tô trở nên quá cao. Việc Mỹ sắp công bố hạ cấp quản lý COVID-19 với hàng loạt quy tắc được tháo dỡ từ ngày 11 tháng 5 sắp tới cũng khiến vấn đề nhiều người nước ngoài vào Mỹ xin tị nạn được quan tâm. Một hàng dài người di cư đã tập trung trong tuần này tại thành phố biên giới Tijuana của Mexico để chờ chính sách COVID-19 thời đại dịch hết hạn. Cuộc thăm dò cho thấy 54% người được hỏi phản đối việc tăng lượng người nhập cư được phép vào Mỹ. Vấn đề nhập cư được cho là sẽ quan trọng trên đường đua vào Nhà Trắng. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump đã coi việc trấn áp nhập cư bất hợp pháp là trọng tâm trong chính quyền của ông. Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm 9 tháng 5 cũng đồng thuận tiếp tục đàm phán nhằm phá vỡ thế bế tắc về việc tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ của nước này, trước mối đe dọa vỡ nợ sau ngày 1 tháng 6 mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen đã nhiều lần cảnh báo. Sau khoảng 1 giờ đàm phán tại phòng bầu dục, ông Biden và ông McCarthy đã cam kết các trợ lý của họ sẽ thảo luận hàng ngày về các lĩnh vực có thể đạt được trước nguy cơ vỡ nợ. Ông Biden, ông McCarthy và ba nhà lãnh đạo quốc hội hàng đầu khác sẽ tiếp tục gặp gỡ vào ngày 12 tháng 5. Tổng thống Joe Biden cho biết các cuộc đàm phán hiệu quả và đưa ra cho Đảng Cộng Hòa một số thỏa hiệp tiềm năng, bao gồm việc lần đầu tiên xem xét kỹ lưỡng việc thu hồi các quỹ hỗ trợ COVID-19 chưa sử dụng nhằm giảm chi tiêu của chính phủ. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.